Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông đã vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn đèn lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu nhiều nhất.